Thì ở cái bài trình bày thứ nhất, ở bài trình bày thứ nhất thì sử dụng ICS hợp lý, tôi chuyển sang cái này. ICS hợp lý trong cái điều trị bệnh viêm gan mãn tính. Đây là có bốn cái nội dung trong cái bài trình bày. Thế thì chúng ta biết là ICS thì được sử dụng rất nhiều trong cái điều trị các bệnh phổi tắc nghẽn, bao gồm cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Đối với riêng bệnh phổi tắc nghẽn tính thì từ vô năm 2001 thì ICS đã có cái vai trò trong khuyến cáo đầu tiên, ngay từ khuyến cáo đầu tiên của thì đã đưa cái ICS vào trong điều trị. Thế sau đó thì các cái khuyến cáo về sau chia ra bốn cái nhóm A, B, C, D thì ICS vẫn có cái vai trò, nhưng mà càng về sau thì cái vai trò của ICS nó càng khu trú trở lại. Thế thì khu trú trở lại thì ở đây liên quan đến hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là xuất hiện những cái thuốc mới. Cái lúc đầu mà cái GOM 2001 ra thì chúng ta chưa nhìn thấy vai trò của cái LAMA, và ở đấy là Spiriva năm 2001 thì không thể nói là chưa có ở thị trường Việt Nam, đã có rồi, nhưng ở thời điểm đó LAMA không thắng thế được ICS LAMA. Và ở thị trường Việt Nam thì Spiriva phải mất đến 10 năm để xây dựng vị thế. Đấy. Thì ở GOM 2001 thì ở thời điểm đó là Spiriva là chưa có vai trò gì nhiều, nhưng sau đó thì đến cái GOM 2006 thì đã bắt đầu thấy vai trò của LAMA rất rõ rệt, và đến GOM 2011 10 11 thì khi đó lại càng rất rõ, và đến bây giờ thì là vai trò của LAMA cộng với LAMA. Và đây là cái biểu đồ liên quan đến cái tỷ lệ, cái tỷ lệ sử dụng của cái ICS. Đây là cái vai trò của cái ICS, còn cái trên này là cái điều trị không ICS. Thế thì cái điều trị corticoid đường phun hít, cái vai trò corticoid đường phun hít trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó giảm dần đi, và cái vai trò của các cái thuốc giãn phế quản, cái điều trị mà không ICS thì nó bắt đầu tăng dần lên. Thế đây là cái liên quan đến giá thành, thì chúng ta thấy là LAMA thì 377 euro, Lama 365 tức là đắt hơn tí, đến Lama ICS thì là đắt nhất. Chính vì vậy nên nếu như mà cái điều trị mà không ICS mà chúng ta lựa chọn những cái chẳng hạn như Lama thì sẽ rẻ hơn trong điều trị bộ ba đấy, trong cái điều trị mà bệnh phổi tắc nghẽn tính. Và bên cạnh đó thì cũng từ nhiều năm rồi chúng ta đều nói với nhau câu chuyện nếu như mà dùng ICS mà không đúng thì chắc chắn sẽ làm gia tăng cái tỷ lệ viêm phổi trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Không đúng ở đây đấy là những cái trường hợp mà lẽ ra không nên dùng ICS thì lại kê dùng ICS, thì không không nên dùng ICS đấy là những cái trường hợp mà cái triệu chứng nó ít, cái tần suất đợt cấp nó ít, những cái trường hợp mà không có tiền sử hen phế quản thì những cái trường hợp đó người ta khuyến cáo không nên dùng ICS, mà nên dùng hơn là Lama và Lama, Lama hoặc là Lama cộng Lama đấy. Đấy, thế thì đấy là cái sử dụng ICS không hợp lý sẽ làm tăng cái nguy cơ viêm phổi. Thế còn ở người châu Á và người Việt Nam thì trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó lại có một số những cái yếu tố mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Đấy là bắt đầu từ năm 2010 thì GOM chính thức công nhận lao là một trong các yếu tố nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Các bạn để ý, trong cái bắt đầu từ GOM 2010 thì lao là một yếu tố. Trước kia chỉ nói đến khói thuốc lá, khói thuốc nào, khói bụi nghề nghiệp tất cả các thứ, nhưng bắt đầu từ 2010 thì tiền sử nhiễm lao, tiền sử điều trị lao thì được xem là một yếu tố. Thế rồi những cái trường hợp mà có giãn phế quản đồng mắt, cái này chúng ta cũng nhiều, thì ở hai cái nhóm nhìn chung nếu như dùng ICS ở các cái trường hợp mà có bệnh lý tổn thương cấu trúc phổi chẳng hạn như giãn phế quản, chẳng hạn như tiền sử lao, thì sẽ làm gia tăng cái nguy cơ viêm phổi nhiều hơn nữa. Cái đấy là cái đặc điểm của Việt Nam cũng như người châu Á. Và bệnh nhân có tổn thương phổi do lao thì nếu như điều trị thì nên sử dụng các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Đấy.
Bên cạnh đó thì cái việc mà dùng cái ICS thì cũng làm tăng cái nguy cơ nhiễm Mycobacteria. Ở đây chúng ta có cái dùng ICS liều cao, liều trung bình và liều thấp. Thế thì cái nguy cơ nhiễm cái Mycobacteria cả lao và không lao thì đều gia tăng, gia tăng rõ rệt nếu so với cái liều thấp và liều trung bình của ICS. Cũng như thế, đây là nhiễm tần suất nhiễm trực khuẩn màu xanh. Ở cái chỗ mà không dùng ICS, ICS liều thấp, ICS liều trung bình, ICS liều cao, ở biểu đồ bên này, đây là ICS liều cao và chỗ này là không ICS hoặc là ICS liều thấp và liều trung bình, thì việc sử dụng ICS đều làm gia tăng cái tần suất mà nhiễm cái trực khuẩn màu xanh. Thế thì chiến lược lựa chọn các điều trị chứa ICS thì bao gồm cái gì? Chúng ta đều biết bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong các khuyến cáo gần đây, trong 5 năm trở lại đây thì ICS đều được khuyến cáo sử dụng ở những cái nhóm có bệnh phổi tắc nghẽn cao. Cụ thể lấy ngưỡng ở đây là 300. Đấy. Cụ thể lấy ngưỡng là 300. Bên cạnh đó cũng là 300 bệnh phổi tắc nghẽn, nhưng nếu như mà hen phế quản thì bao giờ đáp ứng cũng tốt hơn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta nôm na trong điều trị thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nền tảng, cái cơ bản trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là thuốc giãn phế quản. Trong con nền tảng điều trị hen phế quản là ICS, có nghĩa là đã là hen không thể thiếu ICS. Và trong khuyến cáo gần đây thì ICS trong điều trị hen được bắt đầu điều trị ngay từ bậc 1. Trong các khuyến cáo trước của GINA thì ICS bắt đầu kê cái điều trị duy trì từ bậc 2. Nhưng bắt đầu từ những khuyến cáo từ năm 2019 trở đây lại đây thì hen có nghĩa là ICS ngay từ đầu. Có nghĩa là bất kỳ bệnh nhân nào hen thì phải nhìn thấy vai trò của ICS. Nhưng đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nền tảng trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lại là thuốc giãn phế quản. Có nghĩa là không phải bệnh nhân nào cũng dùng ICS, nhưng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nào cũng bắt buộc phải có thuốc giãn phế quản. Và thuốc giãn phế quản trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì lại ưu tiên thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Và kéo dài thì chúng ta có hai cái món, đấy là LABA và LAMA, thì LAMA được ưu tiên sử dụng hơn LABA. Đấy, luôn là như vậy thôi. Thế thì đây là cái những cái trường hợp mà sugary phù hợp với ICS thì đây này, cái bằng chứng mạnh là cái chỗ này, còn chỗ này là chỗ gọi là ngấp nghé, còn chỗ này thì chống chỉ định. Thế thì mạnh có nghĩa là tiền sử nhiều đợt cấp, đấy, tiền sử nhiều đợt cấp, tiền sử nhiều triệu chứng, những cái nhiều triệu chứng nhiều đợt cấp, thế rồi thì bạch cầu ICS trên 300 và tiền sử hen trước kia. Nên hoặc là chúng ta thấy bệnh nhân có cái tiền sử dị ứng nhiều thì cũng có thể. Đấy. Như vậy thì nó có ba cái món, đấy là đợt cấp nhiều, bạch cầu ICS tăng mà chúng ta lấy ngưỡng là 300 và cái tiền sử mà hen phế quản, thì đấy là những cái trường hợp mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính kèm theo một trong ba món này thì chúng ta khởi trị ICS ngay từ đầu. Còn nếu không thì chúng ta ưu tiên thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, chẳng hạn như LAMA hoặc là LAMA cộng LABA hơn. Thế còn những cái trường hợp, còn một số những cái trường hợp nặng thì khi đó chúng ta bắt đầu ngay cả ICS, LAMA, LABA để tính là chúng ta sẽ thấy cái khuyến cáo của GO. Tăng nhiều ICS thì đôi khi không thêm được nhiều lợi ích nhưng lại tăng thêm cái nguy cơ. Ở đây chúng ta thấy nguy cơ chủ yếu là nguy cơ liên quan đến viêm phổi. Thì ở đây chúng ta thấy là nếu như mà ICS liều cao thì cái OR là 1.86, liều trung bình là 1.66 và liều thấp là 1.54. Đấy, thế còn nhìn chung, nếu tính chung tất cả khi ICS thì tăng nguy cơ thêm 69% cái nguy cơ viêm phổi. Thế còn vai trò của các cái thuốc giãn phế quản trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta phải nhắc lại với nhau. Thuốc giãn phế quản đóng vai trò chính, vai trò nền tảng cốt lõi trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có nghĩa là đã chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không có thuốc giãn phế quản là không được, mà trong thuốc giãn phế quản thì tác dụng kéo dài bao giờ ưu tiên sử dụng hơn tác dụng ngắn, và trong hai cái món tác dụng kéo dài thì LAMA bao giờ cũng ưu tiên hơn so với LABA. Đấy. Thế đây là cái khởi trị cho bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta thấy nhóm A, nhóm B, nhóm C và nhóm D, đây là bốn nhóm. Thế thì chia bốn nhóm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta căn cứ trên cái tần suất xuất đợt cấp không hoặc một đợt cấp, mức độ trung bình không nhập viện. Đấy thì là nhóm A, nhóm B. Như vậy thì nếu như những bệnh nhân cái nhóm A và nhóm B này chỉ gặp ở ngoại trú thôi, các cái phòng khám thôi thì gặp.
chứ còn ở nội trú mà ra viện thì mặc nhiên nó đã ở nhóm C hoặc là nhóm D rồi, bởi vì chỉ cần một đợt cấp nằm viện là nhóm C và nhóm D đấy. Thì đấy là cái phân nhóm dựa theo cái tần suất đợt cấp. Thế còn cái này là nhiều triệu chứng, à, ít triệu chứng, còn cái này nhiều triệu chứng, chúng ta dựa vào điểm MRC hoặc là CAT. Đối với MRC mà từ 0 đến 1 và CAT dưới 10 hoặc là nếu không thì thôi, thấy phức tạp quá dùng một MRC hoặc một CAT cũng được. Đấy, MRC thì chính là cái điểm khó thở. Yeah. Tức là chỉ gắng sức mới khó thở thì đấy là gắng sức mạnh mới khó thở thì đấy là MRC không. Nhưng gắng sức nhẹ mà khó thở rồi thì đấy là MRC là một rồi. Nhưng nếu đi đường vòng mà cũng khó thở thì đấy là MRC 2 rồi. Đấy. Thì đây đây chúng ta căn cứ trên cái đó. Thế còn CAT thì chúng ta có bảng 8 câu hỏi. Đấy, bảng 8 câu hỏi. Và với cái bảng 8 câu hỏi này thì chúng ta đưa cho bệnh nhân, tức là khi mà bệnh nhân đến cái phòng khám về gần gần đến phòng khám đó, thì khi vào phòng khám cái là điều dưỡng phụ hoặc là bác sĩ khám nó đưa ngay cho bệnh nhân bảng câu hỏi. Thế thì khi mà bệnh nhân đang ngồi chờ kết quả cận lâm sàng thì bệnh nhân sẽ tự điền cái bảng câu hỏi đó. Và sau đó tí nữa vào thì bác sĩ cứ thế là cộng điểm thôi. Cộng điểm mà thấy dưới 10 thì là ít triệu chứng, mà từ 10 trở lên thì là nhiều triệu chứng, thì nó cũng dễ thôi. Những cái điểm thì bao gồm có ho, có khó thở, có nặng ngực, có khò khè, vân vân, có tám cái triệu chứng, trong đó điểm tối thiểu là 0 và điểm tối đa là 5, thì cộng lại có nghĩa là tối thiểu sẽ là 0 điểm và tối đa sẽ là 40 điểm. Đấy, thì đấy là cái, thì nếu như mà nhiều triệu chứng thì ở nhóm D hoặc nhóm B, ít triệu chứng thì nhóm C hoặc nhóm A. Thế thì điều trị theo cái bốn nhóm là như thế nào? Nhóm A có nghĩa là một thuốc giãn phế quản là đủ, có thể kéo dài hoặc là ngắn. Nếu mà người nào mà kinh tế khó khăn một tí thì thôi dùng cái ngắn. Rồi nói ví dụ Belodoan thì rẻ rẻ thôi. Đấy, bây giờ thì Atrovan thì buôn giờ không bán nữa rồi. Thì bây giờ nếu mà chọn thì cũng phải chọn, nếu mà có cái Sama thì cũng là trong Belodoan, còn Covivan thì lại không có cái dạng xịt. Có nghĩa là hoặc là một lọ xịt Belodoan, hoặc nếu không thì thôi đành dùng Ventolin vậy. Đấy là ít ít tiền, bởi vì nó đâu đó chỉ khoảng 70.000 thôi. Nhưng mà nếu có tiền thì dùng lama. Đấy, chúng ta có thể có cái Spiriva hoặc là lama thì là Umbre đúng không? Đấy, nhưng mà lama thì bao giờ cũng tốt hơn. Thế mà đấy là nhóm A. Thế còn nhóm B thì thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, chúng ta dùng lama hoặc lama. Thế đến nhóm B thì thôi kéo dài luôn, nói rõ luôn trong phác đồ. Còn cái nhóm A thì còn có thể không nói, hàm ý là thôi thì tùy túi tiền. Đấy. Thế còn nhóm B thì mặc nhiên luôn là thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Nhóm C thì định nghĩa luôn là năng mang, tức là cái tần suất đợt cấp nó cao. Đấy. Hoặc là một đợt cấp cần nhập viện, hoặc là hai đợt cấp mà điều trị tại nhà. Thế thì năng mang định nghĩa luôn là năng mang. Thế còn nhóm D thì có ba lựa chọn: lama cộng lama hoặc là ACS cộng lama. Đấy. Thế thì lama trong trường hợp nào mặc nhiên là nếu không có hai cái yếu tố bên dưới thì mà chỉ cần lama thôi. Nhưng mà nếu như mà có cái nhiều triệu chứng, tức là cái điểm hết cái nó trên 20, mặc dù nó ở nhóm D, điểm nhóm D tức là từ 10 trở lên thì chúng ta đã đặt nó vào nhóm D rồi, nhưng mà kiểm tra lại thì thấy nhóm D như bệnh nhân này điểm kết lại 20 trở lên thì chúng ta chọn lama cộng lama. Đấy. Thế hoặc là nếu như bạch cầu ái quan từ 300 trở lên thì lại không chọn lama cộng lama nữa, mà lại chọn ICS cộng lama. Thế đấy là lý giải ba lựa chọn của trong cái nhóm D thì chúng ta để ý cái cách chọn thuốc ban đầu. Thế thì cái điều trị ban đầu là như thế, thế sau đó chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân và chúng ta căn cứ trên hai cái tiêu chí. Thứ nhất đấy là cái tiêu chí mà cái tần suất đợt cấp. Đấy, cái tiêu chí tần suất cái đợt cấp, và cái tiêu chí thứ hai là cái dấu hiệu khó thở. Nếu chúng ta dùng mà sau đó cái dấu hiệu khó thở không cải thiện hoặc lại tiếp tục tăng lên chẳng hạn, thế thì khi đó chúng ta tăng điều trị. Nếu đang dùng lama thì chúng ta chuyển sang lama cộng lama. Nếu đang dùng lama cộng lama thì chúng ta chuyển sang dùng lama cộng ICS. Tức là lama tăng điều trị. Đợt cấp cũng vậy,
Nếu như mà chúng ta đang điều trị mà một thuốc thì chuyển lên dùng hai thuốc, mà nếu đang dùng hai thuốc thì chuyển lên dùng cái dạng ba thuốc. Thế thì đấy là cái sau khi mà chúng ta điều trị rồi, sau khi áp cái điều trị này, đây là cái điều trị ban đầu, cái khởi trị. Nhưng mà sau khi mà khởi trị xong rồi thì chúng lại căn cứ vào hai cái dấu hiệu, hoặc là dấu hiệu khó thở, hoặc là cái tần suất đợt cấp. Nếu mà bệnh nhân vẫn tiếp tục xuất hiện đợt cấp thì khi đó chúng ta tăng cái điều trị lên cho bệnh nhân. Đấy, tiêu giúp cải thiện chức năng phổi sớm. Cái này thì cũng nói nhiều rồi, nói từ lâu rồi, chúng ta đều biết là đến đến bây giờ thì không có cái thuốc nào, cũng không có một cái biện pháp nào được chứng minh là đảo ngược cái quá trình xấu đi của chức năng phổi. Tức là hôm nay chẳng hạn tôi nói ví dụ FM1 1 lít, ngày mai điều trị áp điều trị xong mà FM1 V1 nó tăng lên 1,3 lít thì không phải là nó đảo ngược cái quá trình xấu đi đâu. Mặc nhiên chức năng thông khí phổi sẽ xấu đi theo thời gian. Bởi vì chúng ta đều biết là một cái người bình thường ấy, chẳng có bệnh gì ấy, thì mặc nhiên tốc độ cái chức năng thông khí phổi nó cũng mất dần theo tuổi rồi. Đấy. Thế còn đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó mất dần một cách nhanh hơn. Đối với người thông thường thì mỗi năm mất đi chừng khoảng 30-35 ml. Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mỗi năm mất đi đâu đó chừng khoảng 60 ml. Còn đối với khi mà mỗi khi có đợt cấp thì mỗi cái đợt cấp là mất đi 120 ml. Đấy, trung bình như thế. Thế và cái tốc độ mất đi này nó không đảo ngược được. Chẳng hạn như đang mất đi 30 mà bảo là sang năm lại tốt thêm 30 cũng phải. Cái mà tăng, tôi nói ví dụ một trường hợp đang 1 lít mà sau điều trị nó trở thành 1,3 lít thì chẳng qua đấy là đưa về cái chức năng phổi tốt nhất của bệnh nhân đó luôn. Thế sau đó thì bắt đầu từ năm sau trở đi nó lại bắt đầu từ 1,3 lít, nó giảm dần xuống 1,2 lít, giảm dần xuống 1 lít. Đấy, và đến bây giờ thì không có cái thuốc nào được chứng minh là đảo ngược được cái quá trình này. Thế nhưng mà tiêu thì giúp làm chậm cái tốc độ suy giảm của FEV1. Nên giúp làm chậm cái tốc độ suy giảm của FEV1 thôi, chứ còn cũng không làm đảo ngược. Thì ở đây là tiêu chuẩn quy giúp tăng F1 ở thời điểm trước dùng thuốc. Đấy, ngược lại chỗ nào đây. Đấy. Tăng F1 ở thời điểm trước khi dùng thuốc giãn thực quản từ 127 đến 169 ml, và sau khi dùng thuốc giãn thực quản 71 đến 133 ml, tức là làm chậm cái tốc độ suy giảm của F1 thôi. Và khả năng giảm triệu chứng của COPD thì nhìn chung là cải thiện điểm điểm cái triệu chứng khó thở thì tốt hơn so với Salmeterol. Salmeterol là một cái la bàn. Thì nhìn chung thì trong trong Vôn đã nói rất nhiều rồi, lai mai là tốt hơn la bàn, đặc biệt càng ở những giai đoạn cái nhóm C và nhóm D thì la ma lại càng chiếm ưu thế. Và vì thế nên chúng ta mới thấy là ở nhóm C và nhóm D đầu tay là la ma, đúng không? Ở nhóm A và nhóm B thì còn la ba cũng được, la ma cũng được, nhưng sang nhóm C nhóm D là chỉ thẳng đầu tay là lai ma. Đấy, thì chúng ta để ý cái chỗ đó. Đây là nhiều dữ liệu lâm sàng chứng minh hiệu quả phòng ngừa đợt cấp của COPD của tiêu thì bản thân nó là một cái lai ma. Và sau đó thì lai ma đã tốt rồi thì sau đó thì lai ma cộng lai ba thì lại càng tốt nữa. Đấy. Và đối với Gold 2022 thì tiêu là lai ma duy nhất được Gold 2022 công nhận cái hiệu quả cải thiện triệu chứng, giảm nguy cơ đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì đến bây giờ lâm sàng trên thực tế thì nếu mà lama đơn độc thì cũng chỉ có mỗi cái tiêu chuẩn cũng chỉ có mỗi cái SPU3 mà đang bán trên thị trường thôi. Đấy, thế bây giờ thì chúng ta có sắp tới là SPU, tức là lama cộng lama thì nó tốt hơn nữa, là bởi vì nó tác động trên cả hai cơ chế. Trước kia thì đánh vào một đích thì đã tốt, bây giờ đánh thêm đích nữa, một thuốc đánh hai đích thì càng tốt hơn thôi. Chỉ có điều là thời gian tới thì hy vọng là khi tung ra thị trường thì cái hai thuốc mà giá thành bằng một thuốc thì tốt. Đấy, và nếu mà một thuốc mà tới đây, tôi nghe nghe Bôi giờ nói là một thuốc tới đây này dùng cái dạng mà cái dụng cụ tái sử dụng được thì khi đó lại giảm được giá thành xuống thì càng tốt. Thì tốt cho bệnh nhân thôi. Thế còn bệnh viện thì cũng khi mà hãng mà con launch trên thị trường thì bệnh viện cũng có tăng giá bán rồi. Thế là tốt cho bệnh nhân thôi. Đấy, thì rất mong là Bollinger rồi sau đó là AstraZeneca rồi GSK rồi tất cả các hãng thì cũng cố gắng làm sao đó giảm cái giá thành xuống. Và tôi nói với lại Bollinger, nếu như mà giảm được xuống, chẳng hạn bây giờ đang 800 mà sau khi cái dạng mới ra nó còn 400 thì bệnh viện sẵn sàng là cấp
cấp cho bệnh nhân bảo hiểm luôn. Chứ bây giờ mà 804 mà cấp một lần thì cũng hơi muốn nhỉ. Chỉ cho nội trú thôi. Bây giờ là Spiriva là đang cấp cho bệnh nhân điều trị nội trú thôi. Thế nhưng mà ngoại trú nên là bệnh nhân cũng phải viết tí. Thế còn chưa đồng loạt. Thế nếu như mà đưa xuống 400 thì chắc chắn là cấp đồng loạt. Không có một suy nghĩ gì nữa. Thế thì cái cải thiện phổi, chức năng phổi so với ICS Clava thì cái này rõ rồi. Đây là cái nghiên cứu mà chỗ cái xanh xanh này. Thì đây là tiotropium cộng với olorateron. Thế còn bên dưới hai cái này thì nôm na là Seretide với hai cái dạng dùng 250-50 và 550 thì đều thấy cái vai trò nổi trội của cái Spiriva trong cái điều trị. Đấy, thì đều thấy vai trò nổi trội trong cả các cái tiêu chí về đợt cấp, tiêu chí về viêm phổi, tiêu chí về tăng lên bộ ba cũng như là bất kỳ trong ba cái câu trên thì đều thấy cái vai trò rõ rệt của tiotropium và olorateron cái dạng kết hợp này thì giảm thêm 24% những nguy cơ đợt cấp nữa thì đều là rất tốt. Thế còn lựa chọn dùng cụ hít phù hợp thì tôi cũng không nói nhiều một chút nữa thì sẽ có bài trình bày của bác sĩ Phạm Đắc Thế. Tuy nhiên thì chỉ nôm na là cái này thôi. Chúng ta chọn cái thuốc gì thì chúng ta lưu ý tới cái kích thước hạt của thuốc. Kích thước hạt càng nhỏ thì khi đó nó vào càng sâu. Nhưng mà nó lại có một cái câu chuyện nữa đây là vào sâu rồi mà nếu không dặn bệnh nhân nín thở thì rồi cuối cùng nó lại ra hết. Tức là nếu trên 50 km nó chỉ đọng ở chỗ này thôi. Từ 50 km đến 20 km thì nó vào phổi. Nhưng dưới 20 km thì nó vào rất sâu ở trong phế nang. Nhưng nếu như mà chúng ta lại không dặn bệnh nhân nín thở đủ lâu ấy thì cái món mà dưới 20 km thì nó lại đi ra ngoài. Và vì thế nên sau khi mà bệnh nhân hít sâu rồi thì bao giờ cũng vậy, phải dặn bệnh nhân là hít thở sâu, nín thở đủ lâu, nín thở cho đến khi nào mà không nhịn được nữa thì bây giờ thở ra chậm và từ từ. Thì bây giờ thuốc sẽ được tặng lại, sẽ được lưu lại trong phổi. Thì đấy là phụ thuộc vào kích thước hạt. Thứ hai nữa là phụ thuộc vào dạng dùng. Chúng ta có hai cái dạng dùng, một cái dạng dùng bột khô. Dạng dùng bột khô thì các bạn lưu ý là bao giờ cái lực hít đầu tiên cũng phải mạnh. Mạnh để sao? Đủ để phá vỡ cái hạt mà nó đang đóng gói trong cái nang ấy. Khi nạp vào rồi thì lực hít nó phải đủ mạnh để nó phá vỡ cái dạng dùng đó ban đầu, rồi sau đó mới hít thật mạnh, rồi bây giờ mới thật đều thật sâu với cỡ. Nhưng mà cái dạng là dạng phun mù á, tôi nói ví dụ như nó có dạng Seretide hoặc Benoduan hoặc Venturin xịt ra cái nó ra ngay. Thế rồi thì Respimat bấm một cái thì nó phun mù dạng phun sương. Thế thì ở cái dạng đó thì lại cái dạng bệnh nhân hít chậm nhưng hít đều, hít sâu hết cỡ, tức là cứ từ từ hít vào thì cái hiệu quả nó sẽ phân bổ vào trong phổi một cách rất là đều. Như vậy nó phụ thuộc vào dạng dùng và nó phụ thuộc vào cái lực hít của người bệnh. Thế thì đây là tối ưu hóa cái lượng thuốc đến phổi thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Một số những cái đặc điểm của dụng cụ hít này thì gồm có tốc độ dòng khí, thời gian tồn tại khí dung, rồi kích thước hạt, kháng lực vân vân. Đấy, rồi đặc điểm của bệnh nhân phải phối hợp tốt. Bệnh nhân phối hợp tốt, còn nếu như bệnh nhân mà không phối hợp tốt thì lẽ ra lúc mà hít vào thì bệnh nhân phải thở ra thế là xong. Đấy, và vậy cái phối hợp giữa tay bóp miệng hít là rất quan trọng. Tay mà bóp cái hộp thuốc một cái là phải hít ngay. Cũng như đối với Spiriva thì cho vào miệng bấm một cái thì bắt đầu bấm một cái là bệnh nhân đang ở cái động tác mà bắt đầu là hít vào rồi. Nhưng mà nếu mà tư vấn để bệnh nhân biết được cái động tác hít đó thực sự hiệu quả chưa thì thôi lại tư vấn bệnh nhân ngồi trước gương. Bệnh nhân làm cái nào đó để thuốc nó không phì ra hai bên thì cái đó là bệnh nhân người ta dễ nhận biết. Ngày xưa mà Spiriva mà có cái dạng hand inhaler thì dễ, là bởi vì là hít xong sau đó bỏ cái vỏ ra, tháo cái vỏ ra mà nhìn thấy không còn thuốc tí nào trong đó, thế là hiệu quả. Ok thì bệnh nhân người ta cảm nhận được ngay. Nhưng còn bây giờ mà những cái dạng Respimat hoặc là những dạng xịt ấy, thì phải bảo bệnh nhân xịt trước luôn. Thì nếu như mà nhìn mà không thấy cái thuốc nó bay ra ngoài thì coi như bệnh nhân đã làm đúng cái động tác. Đấy, kích thước hạt, tốc độ dòng khí dung, rồi thời gian tồn tại khí dung vân vân. Thế nên đây là một số những cái nội dung. Thế thì ở đây nó có một cái, đây là cái này là tất cả chúng ta đều phải rất là nhớ.
ngay cả khi mà bệnh nhân nói là đã hiểu, đã biết cách dùng rồi, thì chúng ta không phải là không tin bệnh nhân, nhưng thôi bác nói bác dùng rồi, bây giờ bác dùng lại trước mặt bác sĩ cả. Ngay cả những trường hợp bệnh nhân nói là dùng tốt rồi, dùng quen rồi, thì dùng lại trước mặt bác sĩ vẫn sai. Và ở cái lần đầu đi khám chúng ta tư vấn bệnh nhân và chúng ta kiểm tra bệnh nhân dùng đúng rồi, thì ở cái lần khám tiếp theo là vẫn có những trường hợp lại dùng sai tiếp. Và vì vậy về nguyên tắc ở tất cả các lần khám đối với bệnh nhân hen và COPD, chúng ta đều phải kiểm tra lại cái cách sử dụng thuốc của bệnh nhân, và nếu bệnh nhân dùng đúng thì thôi, còn nếu bệnh nhân không dùng đúng thì khi đó chúng ta lại phải tư vấn lại về cách dùng thuốc. Thế còn đây là cái chứng minh là Westpimat có cái đạo thuốc ở đường ở trung tâm lẫn ngoại vi nó tốt hơn, tốt nhất. Thì ở đây chúng ta so sánh giữa PMDI, tức là cái bình xịt định liều, bình xịt định liều, cái này có trong Ventolin này, đây PMDI chính là Ventolin này, đấy, Tubuenter, đấy, thì cái này là Simicor, Emicta này, thế rồi thì cái này là Spiva, Westpimat. Thì chúng ta lưu ý ở đây có cái là một là dạng dụng cụ nó khác nhau, thứ hai nữa là cái lưu lượng khí, cái này 30 lít thôi, cái thằng Westpimat này 30 lít, nhưng mà riêng cái ông Elita và ông Tupoyler là phải 60 lít. Tức là những cái thuốc mà dạng bột mà khi mà chúng ta hít ấy, hoặc là những cái dạng mà trong viên nén ấy, à viên nang ấy mà chúng ta hít, thì cái lực hít nó phải mạnh, lực hít nó mạnh thì nó mới lôi thuốc, nó mới phá vỡ những cái phần tử thuốc, thì bây giờ nó mới chia nhỏ ra, thì bây giờ nó vào bột. Thế còn với những cái chỗ mà thuốc mà nó tạo ra cái phun khí dung này thì bệnh nhân chỉ cần hít chậm, hít đều, hít sâu, hít cỡ là ổn. Đấy, cứ đều hít thì nó ổn. Thì đấy là dành cho cái dạng Westpimat và dạng mà PMDI. Thì trong cái dạng này thì khi mà so sánh cái này upper airway, tức là chẳng có tác dụng gì, tức là nó đọng ở vùng hầu họng đây thì không có tác dụng gì, thì chỗ này là trung ương là 19, đường thở trung tâm là 19, ngoại vi là 26, thì cái sàng này là trung tâm là 22 và ngoại vi là 34. Mà chúng ta rất cần những cái đường thở trung tâm, đường thở ngoại vi này, thì đối với dạng Westpimat thì đạt cái hiệu quả tối ưu nhất, và nó phù hợp với tất cả những cái bệnh nhân từ tỉnh táo kém tỉnh táo, bởi bệnh nhân chỉ cần thở được là ok rồi. Và cái thở được là chúng ta cho bệnh nhân ngậm miệng, và khi mà chúng ta lựa đúng cái động tác hít vào của bệnh nhân một cái, ngay cả bệnh nhân hôn mê hít, thấy bệnh nhân hít vào một cái là chúng ta bấm, thế là thôi thì hít được đâu hít. Dĩ nhiên bệnh nhân hôn mê thì hơi thở ngắn thì thôi thì chúng ta tăng liều gấp đôi ấy, ví dụ nhé. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân hôn mê mà bảo hít Cetai hoặc hít Simicor thì bó tay. Đấy. Về kết luận thì sử dụng ICS phù hợp trong bệnh nhân mãn tính thì giúp giảm nguy cơ biến cố bất lợi và tiết kiệm chi phí. Cái câu chuyện mà cái vai trò của ICS, thực ra là tôi nghĩ là những người mà nói nhiều nhất trong các hội nghị quốc tế thì đấy là giáo sư Peter Bach. Ông nói rất nhiều. Tôi nói thật là những cái hội nghị mà năm 2011, 2012 thì có thể nói là giáo sư Peter Bach nói đến khản cổ là ICS không nhiều vai trò lắm trong COPD. Nhưng mà thời điểm đó thì là ICS LABA là thắng thế. Thành ra là giáo sư Peter Bach nói mãi nhưng mà chúng ta về chúng ta vẫn cứ ICS LABA. Sau này thì một thời gian mà tôi rất nhớ cái thời điểm mà bắt đầu launching cái ICS LABA LAMA trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rất hiệu quả. Và có lẽ là tôi là người mà cũng nói khản cổ vấn đề đó. Nói thật là khi mà sau cái nghiên cứu của AstraZeneca, bây giờ AstraZeneca triển khai nghiên cứu dùng Simicor cộng với tiotropium trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì bây giờ mới thấy nó tốt quá. Thực sự tốt, bởi vì nếu chị Trân còn nhớ, thế thì không biết có nhớ không, thì chị Trân còn nhớ là trước kia này, cứ khi chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là mỗi bệnh nhân được kê một máy khí dung. Hen thì không, ông nào mà kê máy khí dung cho bệnh nhân hen là ông có bệnh. Nhưng mà khi bệnh nhân COPD ra viện mà không kê máy khí dung về nhà là bệnh nhà bác sĩ có tội. Đấy. Nhưng mà sau khi mà triển khai cái đề tài mà dùng cái Simicor cộng Spiva trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ấy, là đề tài đó diễn ra vào năm 2011. Sau khi mà triển khai đề tài đó xong thì thấy ICS LABA LAMA quá hiệu quả trong điều trị các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Sau khi ra viện thì bây giờ là coi như là vai trò của máy khí dung dần dần biến mất. Và đến bây giờ thì chúng ta thấy là các đơn điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gần như không thấy vai trò của máy khí dung ở đâu nữa. Đấy. Thì ICS LABA LAMA thực sự là có hiệu quả rất tốt. Nhưng mà càng về gần đây
thì các khuyến cáo của Google đều nhấn mạnh là ICS Llama chỉ khu trú, tức là ICS, vai trò của ICS chỉ khu trú trong một nhóm nhất định các bệnh nhân có bệnh về tai nạn mãn tính. Đấy là những bệnh nhân có tiền sử hen phế quản, bệnh nhân có bạch cầu hoại toàn trên 300 và bệnh nhân có nhiều đợt cấp. Thì đấy là càng về đây thì Google càng nhấn mạnh rất rõ cái điểm đó. Và đấy thì đấy là cái điểm thứ hai. Còn thuốc giãn phế quản thì đóng vai trò chính trong việc điều trị bệnh về tai nạn mãn tính thì tôi đã nói rồi. Chúng ta phải nhớ là thuốc giãn phế quản là nền tảng trong điều trị bệnh về tai nạn mãn tính. Nó nền tảng, nó là không thể thiếu. Và cái trong cái không thể thiếu đó thì chúng ta lại nhớ là tác dụng kéo dài ưu tiên hơn những cái tác dụng ngắn và nhanh. Đấy. Thế và chúng ta thấy rất rõ là ngay cả trong khuyến cáo của Google cũng nói rất rõ là CD là LAMA ưu tiên hàng đầu, ưu tiên hơn so với LAMA. Nhưng riêng với nhóm B ấy, thì vẫn còn cái vai trò của LAMA cũng được, LAMA cũng được. Nhưng từ chuyên ngành thì chúng ta thấy là LAMA vẫn tốt hơn so với LAMA. Và tiêu chuẩn view thì được Google 2022 công nhận. Thực ra thì từ nhiều gôn rồi đều công nhận tiêu chuẩn gôn, chứ không phải là chỉ gôn 2022. Đấy. Thế và Respimat giúp thuốc lắng đọng sâu hơn ở trong phổi, dễ hít. Thì cái này chút nữa thì bác sĩ Phạm Thế sẽ trình bày sâu hơn. Thế đấy là một số những cái bài, những một số những cái nội dung trong cái bài ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe các anh chị.